Mình chiều vợ là đúng rồi. Nhưng mà trong gia đình bố mẹ phải là nhất. Mình là người đàn ông trong gia đình thì phải có cái uy để vợ nó sợ. Đấy, chị Thu là vợ anh 20 năm nay, nhưng mà đối với mẹ chồng chưa bao giờ có một câu hỗn hào. Bố mình chính thế là hiền đấy, nhưng mà cậu cũng phải bảo ban thêm mợ Yến, đừng để được đằng chân lên đằng đầu. Tôi đang định về quê có chút việc, cần tiền. Nếu ông có cho tôi vay tạm 10 triệu có được không? Tiền hôm nọ bà giả, tôi đã đóng khóa học tiếng Anh cho thằng cháu. Bây giờ không đủ 10 triệu. Nói thật với ông, ở quê đang cần tiền. Nếu có, tôi vay 5 hoặc 7 triệu cũng được. Bố đã nói với con là nghỉ đi, đừng bán hàng nữa. Dành thời gian để chăm sóc cái thai. Nhưng con không nghe. Bây giờ xảy ra chuyện, con trách cứ người khác là không nên. Ý của bố, tất cả lỗi đều là do con. Yến, chẳng nhẽ con cũng muốn xảy thai ạ? Thôi, con đừng nói nữa. Chuyện đã xảy ra đó là ngoài ý muốn. Bản thân bố cũng rất đau lòng. Con của con còn sót gấp vạn. Hóa ra trước giờ bố quan tâm chăm sóc con chỉ là vì máu mủ nhà bố thôi đúng không? Yến, chứ thực lòng bố không hề mảy may với con đâu. Em nói cái gì đấy Yến?